rồi. I know that hospital. I know that hospital where you guys shout at. And I heard rumors. Nghe ta đoàn thôi. Là bệnh viện đó có ma. Muốn hỏi đoàn có ai? Cái đó thiệt không? Mình chưa quay đó mà mình nghe. People say it's haunted. No, cái này có hỏi thiệt. I'm not joking. Cái này đang hỏi thiệt. Câu hỏi rất hay. Thực ra để trả lời câu hỏi này thì anh chuẩn bị thời gian sẽ được vài người chia sẻ rồi. Thì chắc cái tiền để ý gì đi ha. Dạ. Em kể cái chuyện em gặp đi. Quay em gặp má thiệt. Cũng nói thêm là bộ phim này được quay tại một cái bối cảnh mà rất là quen thuộc đối với dân làm phim, đó là bệnh viện Phú Thọ, một cái bệnh viện bỏ hoang ở bên quận Tân Phú á chị. Anh chị, và có rất là nhiều những cái giai thoại như những câu chuyện xuất hiện, mà ngay cả bản thân My Trần cũng là một cái người đã trải nghiệm cái bệnh viện này rồi. Và lúc mà mình thắc mắc rằng là cái bộ phim Thang Máy có nghĩa là khi mà bấm đúng cái số thứ tự đó đến số cuối cùng thì sẽ gặp mà, hoặc là mất tích một cái người mất tích nha. Mình thắc mắc là đoàn phim này có ai mất tích chưa? Có thiệt mấy anh chị. Một mình em thôi, và mọi người đã make sure là cái tầng đó đã lockdown lại rồi và không thể di chuyển lên xuống được. Thế là trời yên tâm quá, trời mọi người đã làm gì, có gì đâu mình phải sợ. Nhưng hồi xưa em là một người rất là nhát nha. Cái xong rồi em cũng tự tin em bước vào em quay. Thì khi mà, nhưng mà bên trong đó thì em được biết trước là đó là bên trong nó không có một cái bảng thang máy gì hết. Nó chỉ là giả thôi. Và cái mọi cái mà điều khiển thì ở bên ngoài mới điều khiển được. Thì khi mà đạo diễn nói là 3, 2, 1 action, một cái là thang máy đóng lại và đi lên luôn. Em thật sự em mãi không. What? Em nhớ hoài cái cảm giác là mọi người đang nói chuyện đi, và cái thang máy nó kín hơn tất cả các thang máy ở trung tâm thương mại mà em từng đi. Nó ù cả tai em luôn, và em lúc đó em quên mất là bên trong là đang là bản thang máy giả. Em cứ đập em kêu mọi người ơi, em ở trong này, em kêu rất là
rồi em bấm từng gờ đúng mọi người, em quên mất là bản khai máy giả luôn chứ. Xong rồi hả, tự nhiên cái video lúc đó, cái mặt em cảm giác được luôn là tay chân thì run rẩy. Và nếu mà thường thường á, khi mà người ta nhắc tới cảm giác sợ thì gương mặt của mình sẽ là màu xanh, nhưng mà em qua tới màu xám là cắt một cái là không còn máu luôn. Trời, em cái xong rồi hả, em ước em cầu nguyện luôn á, em cầu nguyện nói là tha cho em đi á, em chỉ đến đây để quay phim và em rất là ngoan á, ngày nào lên cũng cúng các nhà chứ không có quậy phá. Tại em là một cái đứa là nho nha, đi đoàn nào em cũng là trời ơi phải chơi vui, nhưng mà khi mà có những cái cảnh quay ở thang máy ở thang máy bệnh viện là em như một người trầm tính vậy. Em bị sang hướng tâm lý, ngồi im, quay là ngồi im, không dám đùa giỡn. Nhưng mà tự nhiên mình bị dọa như vậy, mình sợ quá thì mình cầu nguyện xong đùng một phát nó cho em xuống tầng G. Thì cái khung cảnh mà mở cửa ra một phát đó là em nhìn bên đây là một cô, bên đây là một chú, là ngồi cứ nhìn em vậy nè. Wow. Em không biết là người thiệt hay giả luôn á. Mà cái Trung đi ra đi tới tầng G rồi về nhà, mà cái Trung bước ra không nổi luôn á mọi người. Xong rồi hả, cái hai cô chú đứng phát dậy. Em nghe là hình như con bé nó bị nó xuống đây rồi mà nó đang xin quay trên đó mà hình như nó khóc quá trời kìa, là mọi người lôi em ra luôn. Hai cô chú đó là hai vợ chồng Catherine ở trong đoàn á, thì lôi em ra xong rồi trời ơi có sao không này kia, xong rồi cứ dìu em lại ngồi em đơ em bị u ớ em không biết gì hết. Thì chị Dương đang ngủ ở trên tầng 1 á, chị Dương ủa sao tiếng bé Trâm đang quay tầng 2 mà sao nó khóc ở dưới đất vậy ta. Xong chị Dương chạy xuống với em, thì tất cả mọi người á thì ở trên tầng 2 thì có một cái chuyện là mọi người cứ đạo diễn rồi tất cả mọi người trong đoàn là cứ canh em là Trâm ra chưa, đang gọi đang canh hay mấy á, mọi người đang nhìn trong mo đang canh là mở ra chưa, ủa mở ra cái ủa Trâm đâu, đạo diễn với mọi người á tìm em quá trời luôn. Thì em hư lắm, mọi người không biết em ở đâu luôn. Thì đó là cái kỷ niệm em nhớ rất là nhớ luôn ạ. Wow. So we were rehearsing and people have told me the elevator, it's not easy to close and open, sometimes I'll go up and down, and so it's a monster really in itself. And when we did the rehearsal and I saw the door close, I thought someone forgot and they let the door close, and then I said, okay, let's get ready to shoot. And they said, we can't. I go, why not? Well, the door is locked. And then they took her. Well, who, what? Took her? No, the elevator took her. And I'm like, okay, now go find her. And, you know, I go, where'd she go? And they go, we don't know. And we're looking at the number, the elevator number is everywhere, you know? And I'm like, my God, what do you mean? The elevator took her, and we don't even know where she went. So for 5 minutes, I'm like running around. I'm like saying, like, go get her somewhere. She's got to be somewhere. And then she eventually said, yeah, she's in the ground floor, yeah. And she was crying. And I was like, oh, no. Wow. So, like, what am I dealing with here, you know, this elevator? Còn cái câu chuyện của Peter đó ở bên ngoài thang máy khi mình chuyện nó xảy ra. Thì lúc đó đang rehearsal thôi, đang chuẩn bị quay. Thì Trâm đứng trong đó. Thì sau khi mà đóng lại á, tại vì cảnh đó là cảnh mà Trâm sẽ phải bắt đầu chơi. Thì tự dưng đợi hoài không thấy Trâm ra. Thì Peter mới hỏi, ủa Trâm đâu rồi? Cái mọi người nói là cái thang máy mang Trâm đi rồi. Nghĩa nó tiếng Anh của Peter là vậy. Peter mới hỏi what, gì xảy ra vậy, cổ ở đâu. Thì lúc mà nhìn như cái bảng thang máy, tại vì cái thang máy mà khi mà khóa lại nó sẽ có chữ X, nó chỉ có chữ X trên đầu, mình không có biết nó đang tầng nào hết á. Thế là mọi người mới hoảng, mới bắt đầu chạy lên. Thì trong behind the scene có một cảnh là mọi người chạy lên tích trên tầng như tầng 4, tầng 5 gì đó, cái bệnh viện nó có 5 tầng. Thì không thấy thì đến đi xuống lại tầng 2 thì lúc đó mọi người ở dưới mới báo lên là bên trong xuống dưới rồi. Thì đến cuối cùng, đến bây giờ luôn, cả đoàn vẫn không biết tại sao cái thang máy hôm đó nó lại tự động di chuyển như vậy. Còn nó là cái gì thì chắc là để cho mọi người tự đánh giá. Thì chị cũng muốn chia sẻ một chuyện. Thật sự ra thì câu chuyện Trinh thì không có gì nó đặc biệt như của Bích Trâm. Trinh chỉ biết thật sự là cái bệnh viện Phú Thọ này Trinh làm rất là lâu. Từ khi ngày xưa còn bệnh viện rất 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 là đông bệnh nhân. Rồi Trinh không nhớ đến khi nào mà bệnh viện đã trở thành
cái mỗi lần mà đọc kịch bản Peter sau câu hỏi có cảnh quay đâu, đó là Bệnh viện Phú Thọ là dịch bệnh. Tại vì Trinh đã đến đây nhiều, Trinh quay nhiều, thật sự cái cảm giác rất là sợ. Bởi vì về tâm linh thì Trinh đạo Phật, Trinh cúng bái và cầu khẩn rất là nhiều. Giống như đoàn có cúng rồi, bản thân Trinh mua thêm, Trinh cúng riêng, khấn rất là thành tâm. Nhưng mà tới cái cảnh quay, cái cảnh hôm đó Trinh nhớ là gần cái cảnh cuối của phim. Thì khi set up kênh xong thì Trinh nhớ cái khung hình thật sự là đoàn thì mọi người biết cái phim này thì cũng không đông lắm đâu. Mọi người set up cũng xuống hình, Trinh ngồi, Trinh cảm giác Trinh thấy rất là đông. Một mà có mà rất là đông người thì rất là đông, một cái cảm giác mình nó không biết diễn tả như thế nào. Thì Trinh chỉ biết là nhắm mắt và niệm và nguyện và kiếm gần là xin. Vì xin là để mình, chúng tôi đến đây để làm việc, chúng tôi đến làm việc để một cái dự án đó. Vậy chứ chúng tôi không phải đến là quậy phá hay gì. Thì cũng may mắn là thật sự là cái thời gian quay và mọi cái cũng đúng như cái kế hoạch đó, cái điều Trinh rất là mừng. Tại vì chưa trước đây một phim lâu rồi phim truyền hình, Trinh đã bị cái cảm giác đó. Trinh đứng ngay cái lầu 4, lầu 5, Trinh ngay cái cửa của bệnh viện, cái cửa sổ, Trinh đứng đó, Trinh cái cảm giác Trinh nửa muốn lao xuống cái cửa sổ đó của cái thang bệnh viện Phú Thọ này. Trinh rất sợ khi trở lại cái bệnh viện này. Trong phim của anh Minh Cao, Trinh quên phim gì rồi, phim truyền hình đó. Thì Trinh đến cái cảnh diễn thì Trinh không nhớ cảnh gì, mà Trinh nhớ là cái cảm giác Trinh muốn bước cái chân qua cái cửa sổ đó, Trinh lao xuống thôi. Đó là là mỗi lần nghe cái tình Phú Thọ là biết là chị nói thật sự bây giờ đấy nó là phim trường ma rất là sợ. Cho mình chia sẻ thêm chút xíu, mình là Xuân Hiệp thì chỉ tả cho mọi người biết một chút xíu về cái bệnh viện đó, tại có những người nghe thôi nhưng mà chưa biết cái bệnh viện nó bỏ hoang lâu rồi. Thì cái đoạn phim này nó quay ở đó, bối cảnh chính là 11 ngày ở đó. Và các bạn tưởng tượng là ban ngày mình bước vào buổi sáng tập trung vô, nhưng mà khi mà bước vào bệnh viện là nó tối thui tới thùi, là thiết kế là đóng hết tất cả các ánh sáng của các cửa sổ, có nghĩa là bước vào giống như là mình bước vào cái gặp xem phim thì nó tối thui, và luôn luôn lúc nào cũng có bàn thờ đốt đèn là nhang. Mấy ngày đầu thì đạo diễn mình chưa thấy bình thường, nhưng mà khi mà mấy thêm vài quay một hai ngày là mình thấy đạo diễn đeo cái mặt thật. Chắc là mình nghĩ là không phải đạo Phật đâu, nhưng mà tự nhiên cái ngày sau lại đeo một cái hình khác. Còn cái chuyện mà cái này là chuyện sự thật, là khi mà mình đóng vai bác sĩ nãy mà coi trailer thì các bạn sẽ thấy là có một cái con ma nó nhào tới cô gái. Thì lúc đó là mình làm cái hóa trang rất là nhìn rất là rùng rợn và ghê. Khi mà phim này thì mình đóng, mình phải vào trước đó mình làm mấy tiếng đồng hồ về cái mặt. Và bạn Tống Yến Nhi nó cũng làm giống vậy. Thì hai anh em ngồi nhìn nhau rất là nhìn cô ấy mình rất là sợ, và cô ấy nhìn mình, tại trong đó mình không có kiến, nhìn cô ấy. Nhưng mà cái đêm hôm đó thì cô ấy bị nhập, nghĩa là như thế nào cách để Nhi chia sẻ với mọi người. Cái này là cái chuyện thật và giống như là bị nhập. Dạ xin phép chào các anh chị báo chí cũng như cả gia đình mình ngày hôm nay. Đem kể chuyện ma cho mọi người nghe. Chuyện là vậy nè. Cái hôm bữa buổi sáng buổi trưa, cái là tầm buổi trưa anh Hiệp, là em tới sau, có nghĩa là cái bối cảnh đầu tiên thì mọi người quay, cái bối cảnh buổi trưa em mới lên. Thì cái hôm đó em mới quay tới ngày thứ hai rồi, thì em mới ở nhà em đang ngủ, thì những cái em bực vậy nè, xong cái em nhìn, ủa mình đang đâu người ta? Mà trong khi đó em đã quay trước một ngày đó rồi, là cái bệnh viện đó. Và sáng hôm sau em bật dậy, em nói ủa mình đang đâu vậy ta? Mà tự nhiên em không nhớ, em không biết là em đang ở nhà, mà ủa sao cái nhà này có một mình vậy ta? Thì cái nghĩ trong đầu vậy đó. Cái em mới sợ quá, em mới hên một điều là khi mà em dậy á, thì anh Sang là cái anh sản xuất, anh mới gọi lên là bây giờ Nhi ơi, tới phân cảnh của em mà em chạy lên đi. Thì em mới lật đật em chạy lên. Thì lúc đó mọi người cũng biết rồi đó, là em với là anh Hiệp là hai người hóa trang cái mặt nát hết trơn luôn, kiểu là rất là ghê. Xong rồi đó tự nhiên cái em cái này em kể thiệt nha, là tự nhiên em cảm thấy con em khó thở, có nghĩa là em không thở được, có nghĩa là nó cứ cái cảm giác mà mình muốn thở mà nó thở không được á, bị nhói nhói cái tim. Thì em mới nói với cái chị make up á là
thì chị ở đây có ai bật máy lạnh hả? Vì em lạnh quá, mà trong khi đó trong đó không có máy quạt, không có gì hết trơn á. Cái đó em lạnh quá chị ơi, em cứ ngồi vậy đó. Cái xong cái lát nữa cái cô mà chải đầu á, làm tóc á, cô nó mới kêu là con qua đây cô làm tóc. Tự nhiên không biết tại sao luôn, lúc đó em nhìn cái cô đó em lại em nửa nhớ và nửa không nhớ cái cô đó tên gì luôn. Cái xong cái một lát nữa em không biết lý do tại sao em đứng lên, vừa make up này kia xong đứng lên thì em không thấy đường đi nữa luôn, em không thấy đường đi nữa. Em mới lại nhìn thì em định cầm cái cây nhang lên em thắp nhang, thì giống như là có một cái gì đó nó khiến mình quỵ xuống để mình thắp nhang. Thì lúc đó cái hang máy của bên mình nó không có đứng lại mà nó cứ chạy lên chạy xuống vậy nè. Là lúc đó em vừa cắm xuống cái là em ngước lên cái em khóc, em không nhớ gì luôn. Là em khóc quá trời luôn. Xong cái chị Dương mới là người lôi em ra ngoài, kéo em ra ngoài. Xong cái chị Dương mới nói em bình tĩnh lại đi. Rồi chị Dương nói. Xong mà em mới đi vô, không sao đâu, coi như mình không nghĩ gì hết. Thì em mới đi vô, em mới khấn lại một lần nữa. Em mới nói là cô chú ơi, con tới đây con quay phim thôi chứ con không có phá hay con mới làm gì ấy. Con kiếm tiền thôi à, cô chú cho con làm nghề. Sợ lắm thiệt, lúc đó em rất là sợ luôn. Cái xong cái rồi cái còn một cảnh nữa, còn một cái cảnh này nữa là em đang đi ở cái ngày đầu tiên, là sau cái ngày mà em bị vậy á, cái ngày đầu tiên là em đang đi lên cái cầu thang cái tầng 2 thì em vu vơ em hát vu vơ thôi. Một lát em đi lên tới cái tầng, em đi bước lên tới gần tới tầng thứ ba thì em có nghe một cái tiếng hát, nó giọng là y chang em hát luôn, nó giọng ngược y chang vậy đó. Là em lật em chạy lên trên luôn rồi đó. Là qua ngày hôm sau là em bị cái chuyện đó rồi. Còn một chuyện nữa là tới cái em kể cho nghe lỡ cỡ cái hết đó, sao một ngày mà em còn rồi đó nữa. Còn một cái cảnh nữa, cái khúc này ghê lắm nè em. Cái lúc đó là tối, cái đó là lúc đó nguyên ekip đang xét cái cảnh nó tối hui luôn, một cái đường rất là dài mà tối đen mịt vậy đó. Thì có một mình em cầm cái điện thoại để live stream thôi. Thì lúc đó có mấy anh kia bum này kia đứng ở đây nè. Xong cái em cầm mấy em live stream, là lúc đó em đang diễn cái cảnh đó thôi. Thì vô tình em nhìn sâu vào bên trong, em vô tình thôi, em nhìn sâu vào bên trong luôn là tối thui luôn. Em thấy có một thằng bé, em thấy có một thằng nhóc, nó chạy ngang qua. Xong cái nó chạy ngang qua cái nó làm cái vùng gì đó. Okay, cái là em đang quay luôn, em đang thoại luôn đó mọi người. Em quay cái em đứng lại, em cũng em lấy bình tĩnh lại để em coi là cái gì á. Cái em ráng em nhìn vô cái nữa, đang quay luôn, đang diễn luôn mà cũng phải ráng diễn theo cái cảm xúc đó. Cái em cũng ráng diễn lát nữa, thấy sẹt một lần nữa là lúc đó luôn là em biết rồi, là tự khắc về nhà, tự ngồi thuyền luôn, tự tịnh tâm lại, tự suy nghĩ luôn, là em xin phép cô chú này kia, em cắm nhang, em xin đàng hoàng tử tế luôn. Cái chuyện mà Nhi thấy bé là thực ra đã được xác minh bởi một thành viên tổ âm thanh, tại vì tổ âm thanh là của bên anh Trần Linh. Thì ban đầu là một bạn kia đi với một anh nữa, nhưng mà không hiểu sao sau vài ngày quay đầu tiên thôi, bản năng nặc đòi về, em không làm phim này nữa, em không làm nữa đâu. Thì hỏi ủa sao vậy, sao có chuyện gì mày không làm, có gì đâu. Nói em thấy thằng bé rồi thì là phải cho bạn nó về và đổi lên. Thì còn một cái chuyện nữa mà cái người đó lại không ở đây, đó là Dom. Thì mọi người biết là một ông người nước ngoài cao 1m80 và nặng 70kg, 70 mấy ký. Nhưng mà cái hôm đó là mọi người xuống ăn trưa, để giải thích sơ cho mọi người biết bối cảnh là cái bệnh viện Phú Thọ thì là gần như tất cả cảnh quay đều là đội đêm, thì bắt buộc phải vay hết cửa sổ cửa kính này, phải vay đen thui hết, nên là ban ngày đi ở đó rất đen và rất lạnh, nó lạnh tự nhiên luôn á, mát lạnh luôn. Thì trưa đó là mọi người mới xuống ăn trưa, thì Dom nó là tao nhức đầu không xuống, mày xuống ăn này đập cầm lên. Thì ổng mới đi vòng, ổng coi bối cảnh, ổng coi đèn. Thì ổng là ổng không sợ gì mà, người không có tin cái gì hết. Thì tự dưng mới thấy cái cảnh đứng trong một hành lang dài nè, thì tự dưng thấy cánh cửa nó mở. Ngay đó nó tự động nó mở luôn, mặc dù bay hết rồi thì không thể nào có gió được. Thì ổng cũng gan, ổng cũng đi lại cái phòng đó và ổng nhìn vô cái phòng đó thì là không có ai. Đó là tất cả những cái chuyện mà hơi kỳ lạ xảy ra trên đoạn phim. Mình không dám nói là ma quỷ hay cái gì wow. Nhưng mà đó là những cái chuyện kỳ lạ đã xảy ra và có thật, hoàn toàn có thật. Dạ, em được góp giọng trong cái bộ phim này nhờ qua anh Sơn trong ekip sản xuất. Thì là em đã có một buổi gặp đạo diễn Peter để có thể trao đổi về cái gu âm nhạc cũng như là cái hướng bài hát, sau đó là đã ký hợp đồng luôn ạ. Và em cảm giác cái bài hát em thể hiện nó mang cái chất gì? Mang chất
thì cũng khá là R&B, kiểu hơi chiêu chiêu. Em nghĩ là nó hơi hướng về âm nhạc gọi là tuổi trẻ. Có rùng rợn không? Dạ không, nó không phải. Ban đầu em cũng sợ lắm. Em kiểu là chết rồi, lỡ đâu em kiểu hát hay gì đó. Nhưng mà thực chất thì không. Mà bài hát này nó mang một cái hướng rất là tích cực, nói về cô gái chị Hương Hương sẽ kiểu là muốn sống thật với lại bản thân của mình, là nó không phải hướng về tiêu cực mà là hướng về rất là tích cực. Rồi bây giờ mình thử một câu nhẹ nhẹ đi. Một câu nhẹ nhẹ thôi được không anh Sơn? Một câu thôi. Anh như là được. Em hát một câu. Câu nhẹ nhẹ thôi. Em cứ nhớ. Âm nhạc trong một bộ phim cũng rất là quan trọng. Yes. Mà không nhớ lời. Là đã thu âm quá rồi nên là đợi em chưa. Tại vì các anh chị nhiều khi một cái bộ phim mà chưa có ra mắt, chỉ trong cái giới thiệu thôi, nhưng mà đưa ra những cái bài hát ca khúc chính của phim á, làm cho mọi người cảm thấy rất là thích thú và tò mò bộ phim. Thì rất là hy vọng rằng trong trường hợp của Thang Máy cũng vậy, khi mà nghe đến cái ca khúc chính của phim, mọi người sẽ cảm thấy rất là thú vị và tò mò về bộ phim này hơn. Ok. Dù nắng rêu sầu, quá khứ khiến em đau đầu, thì hãy buông mình vứt hết đi. Dừng lại đây vẫn chỉ là chấm hết nỗi đau thôi mà. Rồi hãy vươn mình bước tiếp đi. Rất cảm ơn. Thì cái phần lời nó rất là tích cực, không hề rùng rợn như là mọi người. Một cái màu sắc tươi sáng cho phim đúng không ạ? Rồi, bỏ dáng gì đây, một dáng nữa.
Ok, một dáng chào khán giả nha. Yeah, yeah, chào khán giả, chào khán giả rồi. Yeah.